Hello. Hello, hello mọi người, chúng ta đã quay trở lại với nhau với ngày thứ ba. Hôm nay là ngày thứ ba rồi. Và mấy chốc nhắm mắt mở mắt là sẽ nick ngày được 1 năm đấy. Thì vẫn hàng ngày thôi. Nhưng mà nói thật với em, từ khi mà cái campaign của Idol Hero nó sửa thì nó khó hơn rất là nhiều. Thật, rất là khó. Và cập nhật tình hình thì hiện tại mình đã ăn luôn cả cái bắp để mà lấy food pet rồi. Và từ đây đến tuần sau, nghe nói mọi người nói là có cái event mà chúng ta dùng khá là nhiều gem thì mình sẽ không ăn bốc này, mình sẽ giữ lại mình ăn cả bốc này. Vì cái sao? Vì cái này 3.000, cái này là rất là quan trọng đối với mình, pet của mình thì vẫn bình thường thôi. À, và nói về cái việc mà anh em chơi server mới á, thì ở đây cái vui này thì mình cũng đã ở đây cũng toàn Việt Nam rồi, rất là đông anh em Việt Nam vào luôn. Hôm qua có rất là nhiều anh em Việt Nam vào đây, khiếp ngại quá. Bây giờ làm sao nhỉ, anh em tạo vui khác đi nha, anh em tạo vui khác đi, chơi với nhau đi. Server này phải, mình nói thật, nó đông Việt Nam cái mức phải 5 vui, 5 vui vào liên tục luôn, toàn Việt Nam không, khiếp thật. Server đông Việt Nam quá, anh em tạo vui đi chứ bây giờ mình thật ra thì trong này cũng toàn anh em Việt Nam không à, đông lắm. Mấy con bot này thì bây giờ mình sẽ skip đến con này, để con này có nên chọt vào ra thôi. Cái việc khó khăn của mình bây giờ á chỉ là campaign thôi, chứ mấy cái này cũng bình thường à. Mỗi ngày vào chúng ta chỉ ăn cái này thôi này mọi người này, chỉ ăn cái này thôi, chỉ ăn mấy cái những phẩm rượu rồi các thứ thôi. Đây, hai xôm phải ít đâu, nhiệm vụ quán rượu rồi lại 5 cái nhiệm vụ quán rượu cho mọi người nha. Rồi Anta, rồi xôm này, rồi mua chợ, vào chợ mua cái gì đấy. Cái nào cứ trên 20 là quất thôi, 16 cũng ăn luôn, không phải quan trọng nhiều. Rồi. Bài hú nước này. Ok. Việc hàng ngày chúng ta rất là đơn giản thôi. Mua mấy con đáp này xong về còn làm mấy cái ấy. Vàng mình tiết kiệm mọi người ạ, mình rất là thiếu vàng nên là chúng ta sẽ phải chơi kiểu này thôi, rất là dễ xẻ. Vào nhận hàng đi, cấp 64 rồi thì chúng ta có thể đợi đến cấp 65, chúng ta có thể đợi đến cấp 65 và smart mấy cái khác. Cái nào này kêu cầu 75 đúng không, thì rất là lâu lên mới lên được 75 thì chúng ta cứ cứ ăn cái này bình thường thôi. Còn mấy cái level 65 bên này nhá, sắp lên 65 thì mình sẽ đợi một chút, chiều chiều thôi, chiều là ăn cái này, lên 65 là ăn cái này thôi. Thử thách hero 70 thì còn lâu, hết ngày vẫn chưa lên thì cứ ăn thoải mái. Mọi người tiết kiệm từng chút một. Và mình cập nhật luôn về cái đảo thiên đàng của mình. Cái đảo thiên đàng của mình thì bây giờ nó tuyệt vời lắm mọi người ạ. Đây, 251.000 vàng chứ phải ít đâu. Vẫn như mọi khi thôi, vẫn là cái mẹo, vẫn là cái chơi cái kiểu đấy. Đó, mình lại nhờ người khác không phá, không hỗ trợ chứ. Ông nào mạnh là cứ nhờ thôi. Ông nào mạnh này, ông này Inosuke các thứ này, béo này. Có Inosuke ở server mới rất là lợi thế. Đấy, hướng chơi Inosuke nó sướng, nó đã thật, thì nó sướng thật. Đấy, thì như thế thôi. Chúng ta nâng đảo ưu tiên vàng trước. Rất là thiếu vàng. Và bây giờ campaign mình cái ải campaign hôm qua mình nói với mọi người là mình không qua được, mình qua lâu rồi, mình qua 6-20 8-20 mới mở được pet mọi người ạ. Thì mình cũng đã mở con pet phượng ở đây. Và mình nâng pet lên mới khỏe được. Đấy. Thì đội hình của mình giờ phụ thuộc vào sức mạnh của pet thôi. Pet mà yếu thì mình sẽ không qua được. Và bởi vì mình cũng không có tướng, Starlight thì mình không mua. Hôm qua có mấy bạn ở trong có mấy bạn ở trên kênh ở trên chat YouTube ấy mà nói anh em dạo này anh em like nhiệt tình nha. Like tiếp đi anh em, cái video tập 1 cái ngày 1 á, anh em biết bao nhiêu like không? 160 like, chưa chưa bao giờ có trên kênh của mình luôn. Tuyệt vời mọi người, tiếp tục like và comment nhiều lên nha mọi người, mình đọc hết đó. Mình đọc hết đó, mọi người lười comment thôi nhưng mình đọc hết. Cứ mấy tiếng là mình phải vào đọc comment một lần mà, nên là tương tác với nhau cũng vui, đọc comment cũng vui. Thì nhiều anh em bảo mình là ấy là chứ con mua con Starlight, thì mình nói thật với mọi người á là cái vui coin rất là quý nên là mình sẽ không mua Starlight đâu. Mặc dù mình biết nếu như mà mình không mua Starlight thì mình hơi thỏ giai đoạn này, nhưng mà không sao, chúng ta sẽ kiếm được vài con khác, hiểu Sigmund các thứ thì cũng không sao đâu. Rồi quán rượu này,
triệu hồi này, xong này tế đàn này ở an ta, tế đàn thì phụ trợ, tế đàn mình sẽ tế một con đấy để lấy cái vật phẩm thôi, phân rã này đó, và chúng ta sẽ xong cái này. Thì tí nữa mình cũng sẽ có một cái video về Genshin Impact, dạo này mình cũng siêng làm YouTube lắm, phải làm, phải nghe làm nghe công nghiệp quá, không làm người ta cũng phải làm. Thì pet nâng rồi, mình hy vọng là với con pet khỏe chúng ta sẽ ăn được và không cần phải ấy. Thì cái ảnh này nếu như anh em nhìn vào đây nhìn thấy ba con hồi máu, anh em đã thấy nản lại luôn rồi, thật nhìn mấy mấy con hồi máu mình thấy nản luôn. 65 là hình như chúng ta sẽ được thêm mix thêm ít đồ nữa, thấy mong mười thấy không, chúng ta phải lên cái artifact anti mục sư mới có thể, hoặc là chúng ta phải CC cực kỳ tốt để cho máy này đứng im cả thì chúng ta dễ thắng hơn. Nó không muốn mua thêm một con Starlight nữa, mà nói thật với anh em hiện tại bây giờ mình mà mua Starlight thì mình cũng không đập lên 6 sao được chứ đừng có nói. Máy nâng pet xong khỏe hơn hẳn này, bình thường là mình đã chết từ rất lâu rồi đấy, hay quá, giết con kia đúng rồi này. Như vậy là khi nâng pet xong chúng ta cần gì phải mua Starlight đúng không mọi người, cần gì phải mua Starlight trong khi chúng ta có thể đợi pet khỏe lên và chúng ta có thể thắng như thế này đó. Và đây là khóa cái màn gì đấy, ngục Aspen là chuẩn bị có Aspen này, nếu như chúng ta qua màn này và mình như mà mình mà không nhầm thì cái ả những cái ả mà chốt đấy, ả chốt thì thường quái là khỏe đánh boss thôi đấy. Nếu như mà chúng ta mà mua Starlight chúng ta đã thiệt rồi đúng không, mất 10.000 vui coi chứ ít gì, trong vui mình chắc chắn có vài ông mua vui coi lấy vui coi mua Starlight, đừng nha mọi người nha. Mua thì cũng tốt đó, mua thì cũng khỏe hơn đỡ cực hơn, nếu mà mua thì mình sẽ không cực như thế này thôi, nhưng mà mua thì mất 10.000 vui coi thôi, cái gì cũng phải đánh đổi cả 10.000 vui coi không phải là nhỏ nha. Trong khi trạng thái mà mình chơi sau người ta như thế này mình cũng không dám đụng vào boss vui thật, vì ăn mấy cái top sau khổ lắm, chẳng thà sau này mình ăn lại thì ngon hơn. Rồi nếu như qua màn này chúng ta sẽ có Aspen đúng không, đánh boss à, mình nghĩ là khoai, mình nghĩ rất là khoai màn này, trói được không, con Queen căng thẳng quá, mà Vesa của mình phải làm tốt nữa, phải bốc lên chứ, Vesa bị ấy rồi, nó chém này, mọi người thấy đau không, Vesa làm ăn kiểu gì ấy. Ôi dồi ôi kinh quá, bây giờ nói tìm mình chết luôn này. Ồ, may không chết, vậy chúng ta có thể mở Gaspen và đây có thể là cái ngày đầu tiên chúng ta được chơi Aspen luôn. Được, vậy mình này, hay đó. Ok. Ôi, một tí nữa là thắng thật, cay thế nhờ, mọi người thấy tức không, vãi hồn thật. Bởi vì mình cũng vừa bán một cái nick, phải bán mà nhượng lại cái nick Genshin Impact, một cái nick khá là khủng mà tội thiếu Mora thôi, khá là khủng ở đây nghĩa là khủng so với dân free nạp thẻ tháng á, tức là mình có những con tướng khá là hay. Thì mình vừa biết anh Huy mà cái nick mà leo xuyên tên các thứ, mình vừa để lại cái nick ấy cho anh ấy. Một tí nữa mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho anh ấy ở trên cái kênh mình luôn. Anh em nào chơi Genshin Impact thì có thể xem cùng. Một ngày thì buổi sáng mình sẽ ra video về Idle Hero, còn buổi chiều thì có thể có Genshin Impact hoặc game khác. Đấy, dạng dạng như vậy. Nghe cũng có vẻ hợp lý. Và thật anh em từ khi mình làm lại cái chơi lại từ đầu này thì anh em vào tương tác mới rất nhiều, like nhiều thật. Anh em nhớ tiếp tục phát huy nha. Like nhiều vào nha. Không mất gì cả đúng không, anh cũng mất gì đâu, không hề mất một cái gì luôn. Kết quả đầu tiên gần tháng rồi, một quả này kiểu cũng có vẻ hơi đen. Thì trong sau tiên tiết mục này ấy, chúng ta có thêm là Brill, Aspen các thứ mình thấy nhờ hơi cáu rồi đấy, thật hơi cáu rồi đấy, mình là mình hơi cáu rồi đó, thiếu vàng quá khổ. Mọi người thấy không, vàng bao giờ cho đủ năm con pet này đây, khó khóc khóc khóc, thử vào đây kiếm đi, tí vàng thắng được thì tốt.
Ồ, thắng được nhiều, pet ngon, pet ngon. Có pet là có hết. Ồ, thắng được này. Ui, ui. Không biết là màn bao nhiêu nữa. Thắng này là tốt đó. Bao nhiêu nhỉ? 189 này. Ui. Bây giờ là 191 toàn lửa này, khó thắng. Nhìn nhìn nó thấy khó thắng rồi. Ok, như vậy chúng ta cũng kiếm được một chút vàng. 1 triệu 7 vàng chứ ít gì. Bên này là tấn công sát thương thần thánh. 500k, 400k. Thiếu vàng quá. Thấy chưa? Mua food pet về còn nâng được một chút mọi người ạ. Chúng ta cứ nâng pet là thắng thôi. Nhưng cái nâng pet này là thắng thôi, không cần phải mua Starlight đâu, phí lắm. 10.000 Wucoin chứ ít gì đâu. Khóc đấy. Hay. Hay. Mấy con OD nó làm mấy con mục sư của mình bị câm lặng rồi. Con Vesa của mình bị câm lặng bởi con OD. Tức thật. Rồi Vesa vẫn sống này. Có khi nào mày xả skill được không Vesa? Hay. Rồi mình nghĩ là có tận này thắng được. Flora hay đấy, nâng pet lên là ok đấy, đấy 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 đấy, mọi người thấy ổn đó, ổn không, ổn đúng không? Hay quá, không cần phải mất 10.000 Wucoin, anh em xui dại tôi. Tôi qua rồi, tôi biết là kiểu gì cũng qua, không phải mất 10.000 Wucoin. Thật ra lúc bị đánh á, lúc ấy mà off cái clip hôm qua là mình ngồi đánh khoảng 30 phút mới qua, phải rất may mắn bởi vì con Starlight chúng ta có CC, có đóng băng nha. Đó các kiểu đó thì hôm qua Starlight làm việc khá là tốt nên là chúng ta qua màn. Đấy, chúng ta bây giờ cứ nâng pet vào chơi thôi, mà vả thôi là ok mà. Hay thì bây giờ mình sẽ tích game, nói chung hàng ngày mình làm clip thì anh em có thể theo dõi được mình làm gì là anh em biết hết. À, level 64 rồi, Karma các thứ này. Giờ pet ngon hơn ngày trước rồi, pet ngon hơn là ngon rồi. Thì cái ải hôm qua mình đánh là cái ải để mở pet đó. Đấy. Sau khi có pet là cuộc sống. Cuộc sống là ok, nhiều khi nói thật với anh em đầu game thì anh em mua cái gói food pet thì ở nhìn cũng xót thật này. Cái gói food pet này thì là 2.500 đó, nhưng mà để mà nói thì để mà lên pet mình lên nhanh hơn thì cũng đáng, cũng đáng. Chứ không phải là không đáng phết. Ải này nhìn vậy thôi cũng căng lắm, mấy con này có CC này, một con thì đóng băng, một con làm choáng này. Hay quá, Flora mình khỏe quá, hy vọng là lên 65 các thứ mình có thêm bộ đồ mặc nữa thì nó sẽ khỏe hơn. Đấy. Bơm máu này, đánh này, khỏe quá, được của nó. Starlight thắng rồi. Một khi đã có pet vào thì mấy con này muỗi luôn. Yêu cầu cấp độ 65 và đây là ải cuối. Đấy, mình đã thoát khỏi cái kiếp gọi là kẹt rồi. Khi mà chúng ta có pet ngon. Ải có khi thắng được không đây? Potion. Rồi. Này, trói các kiểu của con kia đau kia. Đau chưa? Flora được phết. Hai phết, chơi hai phết. Nhưng mà Inosuke hay hơn thôi. Hay hay hay, như vậy chúng ta đã xong campaign và không bị kẹt nữa. VIP 3 nó lên nhanh cấp hơn, lên cấp nhanh hơn cái VIP 0 nhỉ, mọi người nhớ không? Mà cái nick VIP 0 ngày trước mình làm cái clip đầu tiên hồi anh trả xem ít xem phải xem group mãi mới xin được vài view của anh em. Dạo giờ thì anh em khá là chăm chỉ xem clip của mình, cảm ơn mọi người nha. Đây nâng thêm pet đi, 55k, ok nâng luôn. Nhìn cũng được. Aspen này, xem Aspen nào. Đấy. Ồ, sẽ mở ra 21 tiếng ngày mai. Ở ngày 4 chúng ta sẽ có Aspen. Thì hôm nay chúng ta sẽ cứ đánh như thế này thôi. Đấy, từ khi có pet cái là cuộc đời vẫn đẹp sao ngay. Mình sẽ mang healer đi thôi. Được. Hy vọng chúng ta may mắn. Nói chung là mình không đặt kỳ vọng nhiều. Đến nay 3 là được rồi, không cần muốn nhiều đâu, bởi vì muốn nhiều cũng không được, nên là khi mà chúng ta không mong chờ cái gì đó thì
cái thành quả đến nó luôn lại bất ngờ đúng không? Đừng mong chờ gì cả. Có Garuda ở đây mình rất là sợ nên là mình sẽ nhét đầy team vào. Chỉ thế thôi. Cứ thế thôi. Không có pet. Ừ, đánh ở đây cũng cho mình khá là nhiều vàng đó. Không cho mình nhiều vàng thì lại tuyệt quá. Hy vọng là ải 15 thì cho mình con Sigmund hay con gì đấy đi. Valkyrie thì ai chơi? Sập tối này. Chúng ta sẽ dùng đội hình rất là yếu để đánh thôi. Mình làm sao cho mình yếu nhất có thể và qua màn. Chán nhỉ, đánh vừa lỗi cái. Hơi ngáo. Thôi, như này thôi. Qua được thì qua. Mà vẫn gặp khó kìa, cũng vẫn cùng server luôn, 894 luôn. Thấy chưa? Cùng server người ta đã như thế này rồi mà mình hơi yếu. Ông này giống kiểu mua Starlight về ấy, thì Valkyrie này. Footpad này thì không mua, hơi đắt, là không mua đâu. Được bao nhiêu vàng chúng ta sẽ dồn vào pet luôn. Đấy, 1.500 vàng đúng không? Dồn vào pet hết. Đấy, ok như vậy là xong ngày hôm nay. Không kẹt đi hổ campaign cũng được. Con nào mà mình nghiên cứu bot 3 mà con nào mà mình vào top 10 được thì đánh thôi. Nhìn có vẻ hơi yếu. Nhiều người không đánh giống mình lắm, rất là nhiều người không đánh đấy, chỉ 13 người đánh thôi, rất là nhiều người họ giữ lại. Rồi, ok, thì anh em trong vui của mình cũng khá là nhiệt tình, toàn Việt Nam không đấy. Đồng phết. Hôm qua mình có xem được một lít anh em mình biết. Nói anh em, nói với anh em thì nói thật với anh em là mình biết anh em vào chơi server này vì mình, bởi vì hôm qua có rất là nhiều người đặt tên là Fan Vova với Fan rất Vova xin vào vui, thì mình rất là cảm ơn mọi người. Dù sao thì cũng vì mình mà anh em cũng đã nhảy vào một server mới chơi mình, thì thật sự rất quý về tình cảm anh em. Thì mong là nói thật với anh em, ai mà đã chơi cái server này ấy, thì anh em đừng bỏ bỏ vội, bởi vì mình biết chắc chắn đấy cái vui này rồi cũng một ngày nào đó họ cũng sẽ bỏ bớt, có nhiều người sẽ bỏ game thôi và cái số lượng thành viên của nó cũng sẽ tăng lên. Và anh em đừng vội bỏ server này, hôm nào chúng ta cũng sẽ có ngày chúng ta cùng vui với nhau thôi, nên là đừng lo, cứ chơi tiếp tục với nhau đi, bởi vì chắc chắn cũng sẽ có người nghỉ game thôi đúng không. Và cái level của vui nó tăng lên và cái số lượng thành viên nó cũng tối đa là 30 người mà, nên là chúng ta làm một hai vui. Anh em nào có duyên thì vào cùng vui với nhau. Vì hôm qua mình thấy có rất là nhiều người đặt tên là Fan Vova, Just Vova rồi là Just Only VIP các thứ cũng ở đây. Thì anh em đừng có bỏ game vội nha, đừng có bỏ server vội nha. Chơi vài hôm phong trào lại bỏ đi làm gì đúng không? Thì anh em đợi và vài hôm nữa thì cấp vui lên cao thì anh em cùng chung nhà với nhau thì cũng được, không có vấn đề gì cả đúng không ạ? Thì bye bye mọi người, ngày thứ ba thì thôi, ngày mai chúng ta sẽ có tiết mục Aspen và thử thách dũng cảm này, nó hên xui và chúng ta không vượt qua rồi. Cái này không quan trọng, chỉ là mình muốn kiếm một con Sigmund nhưng mà không được thôi, chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi. Còn boss vui thì cũng vậy à. Là bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người vào những clip tiếp theo. Rất là hỏng cái event test luôn đấy.